Chặng đường là tới cây quả này anh em. Xanh đấy nha, nhìn cây cao quá bé xíu mình chả nhìn thấy anh em ạ. Đấy, củ xanh được đi. Đây nha anh em, con lô cốt mình mới hạ này. Nãy mình tìm ở xung quanh đây nhưng không thấy. À, khá lâu rồi. Được em lô cốt đầu tiên nhé. Bạn ăn hơi thấp và bụng. Anh em cùng mình tiếp tục lên bắn nhé. Cảm ơn nha, hôm nay móm này anh em mình mới được con câu xanh với hai con trăm hoa rừng đây. Có cớ đâu em ạ, nhậu tí tao gọi bột canh thôi em vừa ăn ý cớ luôn bột canh luôn rồi mới đổ xuống tại vì có ngấm luôn rồi tao. Thấy không? Vì ngon hơn tỏi mà. Được chưa? Nhầm gì? Thơm kết mũi. Hả?
Mình nghỉ ngơi, mai đi bơm tiếp thôi. Chiều nay mưa khá là nhiều, không đi bơm được anh em ạ. Cốc này giờ rưỡi sáng, chuẩn bị lên cây quả. Chim kêu nhiều quá. Con này mình mới bắn nha anh em. Đây. Con mình mới bắn này. Quá là to luôn. Gang này này. Em chẳng mau. Con kia thì mình không lấy nha anh em. Để hai cái em này thôi. Quá khủng khiếp thật. Cây cao quá anh em ạ. Bắn toàn mít. Cây bên này. Bây giờ chắc mình lên cái bệ trên kia mình bém thôi chứ. Đây, con chim thanh lam kìa. Làm nhé, mình đẩy hai phát mới chịu xuống này. Còn một em trên này nhưng mà tìm không thấy anh em ơi. Mình mới về tới lán nha anh em. Sáng nay thì hạ đều bằng này thôi. Hạ xuống khá là nhiều nhưng mà tìm không thấy này. Được ông anh thì mình hạ em chim gì quá tuyệt vời. Đây cái lán mình đây nhé. Bây giờ chắc mình sẽ đun lửa nấu cơm. Đợi mấy ông anh nó về. Rồi ăn ở chiều đi với em tiếp nha anh em nhé. Thank you.
Leo cái này nó ngất nè. Phán này đắng này, nó ngồi này. Là miếng cấu xanh này. Cái chân đâu nhỉ? Cái chân. À, gùi cấu xanh cũng